lên sóng luôn và ngay cho anh em một cuốn băng 7 tuyệt vời luôn. Những cuốn băng 7 do Sơn Loa biên tập riêng, không có trên thị trường đâu, bởi vì đây là những cuốn mang tính chất cá nhân, biên tập riêng nhặt từng bài. Băng cối thì anh em biết rồi, nhặt từng bài, ngồi canh máy biên tập từng bài, thích bài nào thì mình biên tập vào để mình thâu vào. Đấy, thì trên tay em đây anh em xem những ca khúc nhạc vàng được cho là hay nhất, là cũng theo cái sở thích của em, nhưng mà em nghĩ là đại đa số cũng thích những bài này. Đây thì danh sách em đã biên soạn đây. Mặt A, Không Giờ Rồi, Vương Tình Thương, Trong Bước Thu Về, Duyên Phần Con Gái. Đấy, mặt B đây là rất nhiều bài theo dòng nhạc xưa. Và đặc biệt đây là tổng hợp đầy đủ tiếng hát Hương Lan, Khánh Ly, Phường Thu, Mai Lệ Huyền, Băng Châu, Trúc Mai, Thanh Tuyền, Chế Linh, Hà Thanh, Giả Hương, Hoàng Oanh, Thanh Thủy.